Đây là một chiếc Audi A1 mà khá hiếm Việt Nam, đời cũ các bạn, sơn mông đen, độ đủ kiểu. Con này khá là nhỏ, con này là dòng A1, dòng nhỏ nhất của Audi hay sao ấy. Trên này quay. Đấy, Audi A1 hẳn hoi nhá các bạn. Mình không quay được đằng sau vì nó ở xa quá, nên mình chỉ quay đằng trước thôi. Bye bye.